Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Đầu tiên, ban biên tập chương trình gửi tới quý vị và các bạn lời chúc may mắn, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp ngày thứ ba, 23 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch Hôm nay là ngày 12 tháng riêng năm Tân Sửu, ngày này là ngày nhâm dần, tháng canh dần, năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ canh Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên hình, giờ quý mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc chu tước, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc bạch hổ, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên lao, giờ kỵ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kim bạch kim, ngày nhâm dần, tức chi sinh cho can, có nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, kim bạch kim kỵ tuổi bính thân canh thân ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc đặc biệt là tuổi mậu tuất nhờ kim khắc mà được lời ngày dần lục hợp với hợi tam hợp với ngọ và tuất thành họa cục xung với thân hình tỵ hại tỵ phá hợi và tuyệt dầu vài tuổi xung khắc trong ngày tuổi canh thân, bính thân, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm thân, mậu thân, giáp tý, giáp ngọ. về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức hợp tốt mọi việc, sao nguyệt không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao mạng đức tinh tốt mọi việc, sao yếu in hay còn gọi là sao thiên quý tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi. Sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thổ phủ, kỵ vệ xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao lục bất thành, xấu đối với xây dựng, sao vãng vong, hay còn gọi là sao thổ kỵ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, cầu tài lộc, khởi công, động thổ sao lôi công, sáu đối với xây dựng nhà cửa. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn muốn xem tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý Cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có chính tài chia chở, cho nên con đường tài lộc của bạn khá chi là ổn định và vững vàng nhờ công sức và nỗ lực của bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian vừa qua mà với bạn tuổi Tý có được thu nhập tốt trong ngày hôm nay. Có thể cái chuyện tình cảm của bạn tuổi Tý sẽ phát sinh một vài rắc rối khi đang gặp ngày có cục diện thủy sinh xuất chua mộc khiến cho bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này cảm thấy bất an và đánh mất lòng tin với người mình yêu thương. Với bạn tuổi Tý, bạn cần phải bình tĩnh nếu như lỡ có gặp phải bất cứ vấn đề gì, bạn cần phải xác định thông tin đưa ra quyết định một cách thông minh, chớ nên vội vàng phán xét bất cứ chuyện gì, kẹo lại hối hận không kịp nữa. Vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim tiền bạc được dồi dào thoải mái trong việc chi tiêu. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy gặp vài rắc rối trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa cần phải bình tĩnh để không mắc phải sai lầm. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ chuyện gì cũng có cách giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc hãy nắm bắt thời cơ phát tài đến với mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ ba này sự nghiệp bốn sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có kíp tài chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Sửu vì thế mà có thể phải chịu thiệt hại nặng nề về chuyện tiền bạc ngày hôm nay. Bạn tuổi xỉu, bạn nên kiểm soát nhu cầu mua sắm của mình, đừng có để cho bản thân mình tiêu xài quá hoang phí. Với bạn tuổi xỉu, có thể bạn đang mệt mỏi trong nhiều chuyện cho nên muốn lấy việc mua sắm để giải tỏa căng thẳng, nhưng e rằng việc làm như vậy chỉ giúp cho bạn giải tỏa căng thẳng trong phút chốc rồi lại đau đầu vì thiếu thốn về tiền bạc. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Sửu, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm. Đôi bên tình cảm vẫn còn nhưng không tránh được những mâu thuẫn đang nảy sinh. Mặc dù không muốn đôi cô nhiều nhưng bạn không có thể chấp nhận được kiểu áp đặt của đối phương như vậy vài tử vi tuổi ất sửu thuộc kim cần phải tiết kiệm tiền bạc để dành khi túng thiếu tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy chớ nên tiêu xài phung phí quá mức tử vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tình cảm gia đình không được như ý muốn tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ mãi không tìm được một nửa cho mình tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc có nhiều chuyện phải lua toan cân nhắc Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi hợi. tử vi tuổi dần thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi dần á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh cho thấy với bạn tuổi dần đang có nguy cơ gặp phải tiểu nhân trong ngày hôm nay là rất lớn Công việc trong ngày này vì thế mà gặp nhiều cản trở, gây khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của bạn mới đầu năm mà đã gặp chuyện xui xỉu, chắc ai cũng chẳng thấy hài lòng với bạn. Nhưng bạn mạnh cần phải bình tĩnh để tìm ra cách xử lý vấn đề nhanh chóng và hiệu quả nhất, chớ nên để tiểu nhân thấy mình nhụt chí mà lấn tới. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày này với bạn tuổi dần, cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng, cho thấy vấn đề sức khỏe của bạn đang bị ảnh hưởng quá nhiều. Bạn mạnh nên cẩn thận kiểm tra sức khỏe nếu cảm thấy cần thiết hay là cơ thể mình đang có dấu hiệu bất thường nhất là đối với những bạn có tiền sử về bệnh gan thận. Vài từ vi tuổi giáp dần thuộc thủy sức khỏe suy giảm khá nhiều người mệt mỏi từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa tiểu nhân tìm cách phá hoại công việc tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ dễ bị cấp trên khiển trách phê bình tử vi tuổi canh dần thuộc mộc công việc không hoàn thành đúng tiến độ tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lừa gạt về tiền bạc vài đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày dần mạo tương hội cho nên con đường tình duyên của bạn tuổi mão khá chi là vượng trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi mão có thể tìm được cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình với người ấy giúp cho tình cảm của bạn thăng hoa một cách nhanh chóng nữa trong ngày này, đối với những bạn đang còn độc thân thì đây chính là thời điểm mà sức quyến rũ của bạn lên cao, dễ nhận được lời tỏa tình từ phía người khác phái. Và bạn đừng có vội từ chối mà hãy xem xét để biết đối phương có thực sự phù hợp với mình hay là không đã. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mão lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này mang đến cho bạn tuổi mão có được nhiều tin vui về con đường công danh, sự nghiệp. Bạn mệnh tuổi mão biết cách để phát huy khả năng của mình, giành được sự tín nhiệm của cấp trên để có được nhiều cơ hội phát triển hơn nữa bản thân vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc tiến triển thuận lợi không gặp phải khó khăn quá lớn tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa có nhiều cơ hội để tăng thêm vị thế cho mình tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ nhân duyên tốt lành hạnh phúc gửi trao tử vi tuổi tân mão thuộc mộc tìm được người tâm đầu ý hợp tử vi tuổi quý mão thuộc kim đào hoa khởi sắc tình cảm thăng hoa Vài đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. tử vi tuổi thìn thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi thìn ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày hôm nay bạn nên mở lòng mình để đón nhận tình yêu đến quý nhân tam hội sẽ giúp đỡ cho bạn dẫn dắt bạn tìm được người thực sự phù hợp để trao gửi tình cảm Bên cạnh đó, trong ngày này với bà tuổi thìn, lại đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi thìn, chớ nên tự tin thái quá, tự kiêu mà hại chính bản thân mình. Ai cũng sẽ có những lúc mắc phải sai lầm, dù bạn có dội đến đâu đi chăng nữa, thì cũng khó tránh được cái việc đó. Và với bà tuổi thìn, nếu như cố tình bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can của mọi người thì có thể bạn sẽ phạm phải sai lầm cực kỳ là nghiêm trọng. Bạn hãy bước chậm lại một chút, có khi sẽ giúp cho bạn hạn chế được những thiệt hại không đáng có xảy ra với mình về tử vi tuổi giáp thìn thuộc họ cần phải bình tĩnh lắng nghe ý kiến của mọi người tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ đừng cố chấp làm theo ý của mình tử vi tuổi mậu thìn thuộc mộc tình cảm thăng hoa hạnh phúc nhân đôi tử vi tuổi canh thìn thuộc kim dễ dàng tìm được một nửa cho riêng mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy cần phải chủ động hơn trong chuyện tình cảm Vài đánh giá của bạn tử Thìn trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi giàu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tỵ trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông Dần thân Tỵ Hợi cho nên với bạn tuổi Tỵ cần phải học cách nhún nhường hơn một chút đừng có để cho mình mắc phải sai lầm hết lần này tới lần khác Hạnh phúc chẳng chờ đợi ai, chẳng tha thứ cho ai quá nhiều lần đâu. Người ấy cũng có lòng tự trọng cho riêng mình, cũng muốn bảo vệ sự tự tôn của bản thân. Tình yêu có thể lớn lên, nhưng khi hành động của bạn vượt quá giới hạn chịu đựng của đối phương, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh với bạn đang thể hiện được khả năng thành công mà bạn có thể đạt được nếu như bạn biết sáng tạo và đưa ra được những hướng đi mới cho mình. Năm mới, bạn hãy thay đổi để có thể có được sự phát triển lớn mạnh hơn nữa trong sự nghiệp. Về từ vi tuổi ất tỵ thuộc họ, đừng đặt cái tôi của mình quá cao. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, công việc cần phải sáng tạo để có thể thành công. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, vượt nhiều khó khăn để cố được mục tiêu, tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, tình cảm có nhiều dấu hiệu rạn nứt, tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, dễ gặp mâu thuẫn vì không thống nhất được ý kiến. Và đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ ba này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu tuổi xỉu tuổi thân từ vi tuổi ngọ thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp dần ngọ tuất phù trợ cái điều này mang tới cho bạn tuổi ngọ có được nhiều may mắn trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi ngọ hãy nhân cơ hội này để bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu đây là lúc để cho bạn nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình nữa rồi ngày này các cặp đôi đừng để tâm tới những khác biệt giữa hai người con người ai mà giống ai đâu, tình yêu có được chẳng dễ dàng. Bạn hãy tận hưởng hạnh phúc của mình, trân trọng người ở bên cạnh mình. Bên cạnh đó, xem tử vi ngày thứ ba này với ba tử ngọ lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cho thấy với bạn đang có những khó khăn trong công việc được hóa giải nhanh chóng bạn tuổi ngọ có sự sông sáo và nhiệt tình cho nên cấp trên rất hài lòng với bạn bạn cần phải cố gắng phát huy thế mạnh của mình hơn nữa vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim hãy bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu thương tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy cần phải cố gắng và nỗ lực hơn trong công việc tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa cấp trên yêu ái và cất nhắc từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ hãy mạnh dạn làm theo kế hoạch đã đề ra tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc tình duyên vượng sắc có được người mình yêu thương và đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ ba này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh ngáng trở tài vận của bạn trong ngày hôm nay. Trong ngày kiếm tiền đã khó khăn, với bà tuổi mùi lại còn có điểm báo mất tiền hao của nữa. Bao nhiêu khoản đã tích lũy ngày trước đó, giờ cũng phải rút ra để chi tiêu bạn mệnh tuổi mùi nhẹ dạ cá tin người khác nói khơi khơi bạn cũng cho là thật chẳng có chút kinh nghiệm đầu tư kinh doanh nào mà cũng dám dấn thân cho nên mới mắc bẫy của kẻ tiểu nhân tiền bạc một đi không quay trở lại như vậy bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi mùi bạn cũng đang gặp ngày có mọc thổ bất dung có lẽ sự cô đơn sẽ tiếp tục đeo bám bạn dù xung quanh có biết bao nhiêu bạn bè người thân nhưng có nhiều chuyện bạn mệnh chẳng biết phải tâm sự cùng ai về tử vi tuổi ất mùi thuộc kim thận trọng kẹo đánh mất hết tiền bạc trong tay tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy không có kinh nghiệm thì đừng có liều lĩnh tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa dễ phải chịu cảnh cô đơn về tình cảm tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ có nhiều chuyện xảy ra không như ý muốn tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc cảm thấy chán nản vì thất bại liên tiếp Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ ba này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung dần thân tị hợi cái điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay bạn mệnh tuổi thân dễ nảy sinh hiểu lầm với đối phương chuyện chẳng có gì lại hóa ra nghiêm trọng có thể sẽ khiến cho đôi bên sứt miệng tình cảm đi nhiều và xem tử vi ngày hôm nay với bạn tự thân nếu như bạn không bình tĩnh để giải quyết vấn đề mà cứ nóng vội bốc đồng thì khả năng lớn bạn sẽ đánh mất đi hạnh phúc của mình chớ nên đánh mất những điều đáng quý chỉ trong phút chốc May là trong cái vận trình ngày thứ ba này với bạn tự thân lại đang gặp được ngày có thực thần, chiếu mệnh. Có thể cái chuyện làm ăn kinh doanh với bạn trong ngày hôm nay sẽ được tăng tín vượt bậc, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, bản mệnh không gặp phải khó khăn gì quá lớn trong chuyện kiếm tiền cả. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy, tình cảm tín trị ngược chiều, dễ mau thuẫn, tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa càng nóng vội càng dễ hỏng chuyện, tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ cần phải mạnh dạn đưa tay để nắm bắt cơ hội, tử vi tuổi canh thân thuộc mộc kinh doanh phát đạt tiền bạc được rồi giàu tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim cần hiểu rõ vị thế của mình nằm ở đâu và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. tử vi tuổi Dậu thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021 xem tử vi ngày thứ ba này với ba tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh đây là điểm báo cho thấy công việc của bạn tuổi Dậu đang gặp phải nhiều khó khăn trắc trở bạn tuổi giàu bạn chủ quan không lường trước hết mọi tình huống cho nên dễ lâm vào tình thế tín thoái lượng nan và với ba tuổi giàu bạn cần phải cẩn trọng hơn có những phương án dự phòng cho mọi tình huống để có thể giảm bớt những sai suất không đáng có xảy ra với mình bạn có thể đánh mất nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai chỉ vì sự sơ suất của mình ngày hôm nay nữa Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ ba này với bà tử giàu lại đang gặp ngày có mộc, kim xung khắc cái điều này là lý do dẫn đến tình trạng đồng sàng di mộng của vợ chồng bạn tuổi giàu. Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là do cái tôi của đôi bên quá lớn, không chịu buông bỏ để hàn gắn tình cảm lại với nhau. Về tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy công việc gặp nhiều khó khăn ngoài ý muốn tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa dễ có bất đồng ý kiến vì cái tôi quá lớn tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ đừng có để cho bản thân mình phải hối hận về sau này tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc nên hiểu và thông cảm cho đối phương Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim Cần phải bình tĩnh để giải quyết từng việc một và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ ba này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 7 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu bạc màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tỵ tuổi Sửu tuổi Thìn từ vi tuổi Tuất thứ ba ngày 23 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ ba này với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần hỏa tuất phù trợ cho nên với bà tử Tuất trong ngày hôm nay đang có được đào hoa vượng sắc. Tử vi khoa học cho thấy với bà tử tuất sẽ dễ dàng tìm được một nửa cho mình. Đừng quá căng thẳng mà hãy cứ là chính bản thân mình. Người ấy sẽ nhận ra tình cảm của bạn dành cho người ấy mà thôi. Ngày này đối với các cặp đôi có thể đi đến những quyết định quan trọng để nâng cấp mối quan hệ lên một tầng cao mới. Bạn không quá quan trọng những vấn đề khác ngoài tình cảm cho nên mọi thứ rất dễ nối truyền. Bên cạnh đó, vận trình ngày này với bà tử Tuất lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, nhắc nhở bà tử Tuất cần phải tham khảo ý kiến của những người đi trước chứ đừng có một mình một ý mà dẫn đến những quyết định trọng đại lại phạm phải sai lầm. Sự chủ quan có thể khiến cho bạn phạm sai lầm nghiêm trọng nữa. Vài tử vi tuổi giáp tuốt, thuộc hỏa, đừng quá quang thẳng, hãy thả lỏng bản thân mình. Tử vi tuổi bính tuốt, thuộc thủy, nếu gặp khó khăn, hãy tham khảo ý kiến của những người đi trước, có nhiều kinh nghiệm, từ vi tuổi mậu tốt, thuộc mộc, trở nên buông bỏ khi chưa đi đến đích, từ vi tuổi canh tốt, thuộc kim, cố chấp, chỉ khiến cho bạn mắc phải sai lầm, từ vi tuổi nhâm tốt, thuộc thủy, tình cảm tiến triển nhanh chóng, đúng như ý muốn. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ ba này, sự nghiệp, ba sao, tài lộc, 4 sao Sức khỏe 4 sao Tình cảm 5 sao Con số may mắn Số 4 Số 7 Giờ tốt Từ 11 giờ đến 13 giờ Màu sắc cát tường Màu trắng Màu nâu Quý nhân phù trợ Tuổi thân Tuổi dần Tuổi ngọ Từ vi tuổi hợi Thứ ba, ngày 23 tháng 2 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ ba này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này, bạn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông, dần thân tỵ Hợi, cho nên với bạn tuổi Hợi, bạn đừng quá cưỡng ép bản thân mình vào mối quan hệ mà mình không mong muốn. Ngày này với bạn tuổi Hợi, điều đó sẽ chỉ khiến cho bạn lâm vào sự bất hạnh mà thôi. Tình yêu chứ không phải là thứ gì có thể tạm bợ. Việc chung sống với một người là cả một đời chứ không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu không có tình yêu và không tôn trọng tối thiểu thì chớ làm cho cuộc sống của mình trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày này với bà tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh mang tới cho bà tuổi hợi có được nhiều tin vui về tài lộc. Chưa có tin vui về tình duyên thì tiền bạc sẽ mang về cho bạn nhiều niềm vui rồi và bạn có thể mua sắm những thứ mình thích hay là chuẩn bị cho những chuyến du lịch theo ý muốn của mình trong những ngày sắp tới. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc họ cần phải thoải mái chứ đừng có gượng ép bản thân. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc thổ hãy làm theo những điều trái tim mình mách bảo. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc dễ dàng đón nhận những tin vui về con đường tài lộc tử vi tuổi tân hợi thuộc kim kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ ba này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cá tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.